tối qua ngày 21 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ tuần tra 8394 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên đang cầm theo dao phóng lợn để đi giải quyết mâu thuẫn. Vào thời điểm trên, tại tuyến đường Gò Nải Chín giao với Triệu Luật, tổ tuần tra đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên 7 người đang cầm theo hung khí là dao phóng lợn, liền tổ chức ngăn chặn. Khi thấy lực lượng chức năng, cả nhóm bỏ chạy. 5 thanh niên từ 16 đến 18 tuổi trú ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã bị bắt giữ. Vật chứng thu giữ là 3 dao phóng lợn, 1 cây cưa cầm tay. Qua làm việc, Công an phường Hòa Minh xác định xuất phát từ mâu thuẫn của Nguyễn Phạm Anh Quý, 18 tuổi, trú tại địa phương với một nhóm thanh niên khác, nên Quý đã nhắn tin rủ thêm nhóm mình quen biết trên mạng xã hội cùng chuẩn bị hung khí đi chém nhau nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện ngăn chặn. Công an phường Hòa Minh đang lập hồ sơ xử lý và truy tìm các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc.